Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo xác định biến thể Omicron đến nay xuất hiện tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Theo báo cáo đánh giá dữ liệu toàn cầu của WHO, sự lây nhiễm của biến thể này đang tăng rõ rệt so với biến thể Delta. Tại một số quốc gia và khu vực như là Vương quốc Anh và Mỹ, nơi ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Omicron trong cộng đồng, biến thể mới này lại lan nhanh hơn và đáng kể hơn so với biến thể Delta. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh dịch vẫn có nguy cơ tạo nên làn sóng mới, lây nhiễm nhanh hơn từ 3 đến 5 lần so với chủng cũ. Vì vậy, cần đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine cho người dân để giảm thiểu nguy cơ lây lan tử vong. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Hậu Giang đạt 98,63%. Để đạt mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 này, hoàn thành 100% người từ đủ 12 tuổi trở lên được tiêm, các huyện thị thành đang nỗ lực tiêm vét. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hậu Giang, trong số hơn 20.000 người chưa tiêm vaccine của tỉnh, có khoảng 7.000 người e ngại tiêm vì nhiều lý do. Trung tâm phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ chuyển nặng nếu mắc bệnh. Tới đây, nếu người dân nào không tiêm vaccine đủ 2 mũi mà mắc COVID-19 thì vào bệnh viện điều trị sẽ phải trả phí. Theo thống kê sơ bộ, chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tùy thuộc vào tình hình bệnh lý của bệnh nhân có bệnh nền hay không, hoặc thời gian điều trị trong bao lâu. Thực tế, có trường hợp chỉ tốn vài triệu đồng, nhưng có bệnh nhân điều trị tới gần 4 tỷ đồng.